Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là chuỗi lây nhiễm xuất phát từ chợ đầu mối Hòa Cường, có nguy cơ rất cao, tận dụng 7 ngày vàng siết chặt giãn cách, các địa phương đang tần tốc xét nghiệm và truy vết để sớm chặn đà lây nhiễm ra cộng đồng. Đây là một trong khoảng 60 điểm xét nghiệm được phường Thuận Phước, quận Hải Châu triển khai sáng nay để lấy mẫu đợt 2 đại diện hộ gia đình. Danh sách được rà soát kỹ để không lặp lại các trường hợp đã xét nghiệm đợt 1. Đến nay, phường có 46 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, qua xét nghiệm hộ gia đình đợt 1 thì phát hiện 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và cũng có dịch tễ liên quan chợ đầu mối Hòa Cường. Qua cái xét nghiệm á, thì địa phương là phát hiện là 9 cái ca dương tính và cũng đã có cái phân vùng truy vết để tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thì tổ dân phố vận động bà con ra đây xét nghiệm 100% hộ gia đình đầy đủ, khoảng cách ly 2 mét. Đây là điểm nóng dịch tễ đã được thiết lập vùng cách ly y tế tại phường Mỹ An. Đến nay, phường Mỹ An cũng đã có 120 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 35 ca ghi nhận tại điểm nóng này. Khi có những cái ca đầu tiên thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các lực lượng cùng với CDC của quận để chúng ta xét nghiệm, khoanh vùng, truy vết. Từ đó là đảm bảo được cái công tác là phòng chống dịch. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã duy trì cái thường xuyên là 3 ngày xét nghiệm một lần để phát hiện ra những ca F0. Sau khoảng 10 ngày phát hiện ca mắc đầu tiên, tính đến ngày 20 tháng 8, chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường đã có 592 trường hợp mắc COVID-19 và tiếp tục tăng lên trong ngày hôm nay. Riêng ngày hôm qua thì chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận thêm đến 98 trường hợp. Trong đó, có nhiều trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc đại diện hộ gia đình. Trên địa bàn quận hiện tại là có 523 trường hợp là tiểu thương, người bốc phát và những người mà liên quan tới chợ đầu mối Hòa Cường. Thì cái đối tượng mà tiểu thương với chợ bốc phát thì quận là quản lý theo cái chuyện là có nguy cơ cách ly tại nhà. Và các đối tượng này thì được xét nghiệm tới 3 đợt rồi. Thì qua các lần xét nghiệm thì quận phát hiện ra 79 trường hợp dương tính. Thì đây là cũng là cái diện mà xác định là nguy cơ rất là cao nên quận cũng đã quản lý và siết chặt cái đối tượng. Khi có một cái trường hợp F0 thì trước đây là khoanh vùng 100, bán kính 100 thì bây giờ là phong tỏa rộng hơn. Đó nè. Rộng hơn 200 đó để nhằm tránh lây lan. Sau cảng cá Thọ Quang thì chuỗi lây nhiễm xuất phát từ chợ đầu mối Hòa Cường có nguy cơ rất cao bởi phạm vi tỏa ra rộng, liên quan nhiều người. Tuy nhiên, từ dịch tễ các ca bệnh F0 gần đây cho thấy, vẫn còn nhiều trường hợp buôn bán kinh doanh, làm việc tại chợ đầu mối và cả những người liên quan đã không tự giác khai báo. Qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình vừa qua, thì thành phố đã tách được gần 100 F0 ra khỏi cộng đồng. Trong đó, đã có nhiều trường hợp liên quan chợ đầu mối Hòa Cường.